Thưa quý vị, Metaverse hay còn gọi là vũ trụ ảo là một nền tảng công nghệ mới đang nhận được sự quan tâm của giới công nghệ và kinh doanh trên toàn cầu. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị cảm nhận sự khác biệt từ một dự án ứng dụng thực tế ảo đang được triển khai khá thành công. Những địa điểm du lịch nổi tiếng của đô thị cổ Hội An sẽ xuất hiện trên bản đồ 3D của Bigverse World, mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, thú vị. Đây là hoạt động du lịch thực tế ảo mà Bigverse đang xây dựng bằng công nghệ VR360 để quảng bá du lịch Quảng Nam, được thực hiện sau cái bắt tay với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An hồi tháng 3 vừa qua. Không chỉ trong lĩnh vực du lịch, với mong muốn hướng đến một nền kinh tế không tiếp xúc, Bigverse tư vấn và cung cấp các giải pháp công nghệ trên nền tảng Metaverse giúp các đối tác ở đa lĩnh vực đều có thể chuyển đổi số toàn diện hoạt động kinh doanh. Sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã đưa nhu cầu trải nghiệm đạt mức độ cao cấp. Chúng ta có thể ngồi tại nhà mà vẫn đi du lịch ảo thăm qua các địa danh hay ướm thử đồ vật vào vị trí trong nhà xem có hợp không rồi mới mua. Để thiết kế được không gian ảo này, các startup trên nền tảng Metaverse phải đáp ứng được các yêu cầu rất cao về máy chủ, đám mây, mạng 5G, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, nguồn nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ. Do đó, để các công ty công nghệ thực tế ảo như Bigverse phát triển thì rất cần vai trò dẫn dắt, thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các chủ thể trong hệ sinh thái Metaverse. Vai trò của các chủ thể trong hệ sinh thái hết sức quan trọng. Chính phủ, các tập đoàn cần phải là cái người dẫn dắt, người đặt hàng, người ra đề và người sử dụng những cái sản phẩm của thế hệ trẻ của các bạn mới, sau đó để lan tỏa cho cả nền kinh tế, cho cả quốc gia. Và những người đi trước, những cố vấn phải là những huấn luyện viên, những cố vấn để thúc đẩy các bạn luôn luôn đổi mới sáng tạo để chúng ta làm một cái sức mạnh cộng đồng chung, hội tụ nguồn lực để cạnh tranh với quốc tế. Thì đây chính là những một trong các mục tiêu mà làng người ta vừa được sinh ra và là cái triết lý hoạt động của làng. Meta triển lãm Blockchain Expo Hồ Chí Minh 2022 Bitverse World vinh dự được đồng hành cùng sự kiện này với vai trò là nhà tài trợ bạc. Bitverse là đơn vị sáng lập dự án Metaverse Blockchain dành cho doanh nghiệp. Tại triển lãm, khách tham quan được tìm hiểu những tiện ích trên không gian số Bitverse, mô phỏng lại địa lý thật trong đời sống con người qua nền tảng Metaverse. Mục đích chính của dự án Bitverse là mang tất cả các cuộc sống thực lên thế giới ảo và mang giá trị từ thế giới ảo tác động lại cuộc sống thực. Hiện tại trên Bitverse có rất là nhiều mảng phục vụ cho cuộc sống. Sắp tới Bitverse sẽ kết hợp với các tập đoàn du lịch hàng đầu của Việt Nam để cho người dân Việt Nam có thể trải nghiệm du lịch trên Metaverse một cách là hiệu quả tốt nhất. Bitverse cũng đã hợp tác với nền tảng học trực tuyến hàng đầu thế giới Udemy, mang hơn 200.000 khóa học miễn phí lên Metaverse. Người dùng hệ sinh thái Bitverse có thể tiếp cận nguồn tri thức khổng lồ và những trải nghiệm học tập mới trong thế giới Metaverse, cũng như được cấp giấy chứng nhận dưới dạng NFT sau khi hoàn thành khóa học của Udemy.